Mất điện, nóng bức. Sự yên tâm, thoải mái, an toàn và tiết kiệm. Với máy lưu phát điện đa năng V600, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mất điện. Được thiết kế đặc biệt, máy lưu phát điện đa năng V600 cách ly hoàn toàn với điện áp lưới, đưa đến cho người sử dụng sự an toàn, tiện lợi, thoải mái và tiết kiệm cho gia đình bạn. Bạn có thể dùng sản phẩm máy lưu phát điện đa năng V600 thay cho việc sử dụng máy phát điện vì tính năng tiết kiệm, tiện lợi, an toàn, dễ sử dụng, không gây tiếng ồn, giá cả phù hợp, cơ động dễ dàng di chuyển, có thể mang đi xa, dùng cho các bữa tiệc ngoài trời, các bữa tiệc sinh nhật, đám cưới hỏi, các hoạt động khác khi mất điện hoặc nơi xa nguồn điện lưới. Bạn có thể sử dụng V600 cho bể cá, bé học bài thay vì phải khởi động máy phát điện, phải chịu đựng tiếng ồn, sự ô nhiễm và lãng phí nhiên liệu do máy phát điện gây ra. Vỏ hộp của máy lưu phát điện đa năng V600 được thiết kế thông minh, tiện lợi bằng chất liệu nhựa tổng hợp, bền, đẹp, an toàn cho người sử dụng. Với V600, bạn có thể sử dụng quạt điện, TV, máy tính chạy liên tục trong thời gian dài, tùy vào tải điện và điện lượng của ắc quy. Điều đặc biệt là khi sử dụng quạt, có thể chạy liên tục trong nhiều giờ mà không gây nóng, không gây tiếng ồn lớn như các thiết bị kích điện khác trên thị trường. Ưu điểm của bộ lưu kích điện đa năng V600 đó là có thể kết hợp với một ắc quy ngoài để sử dụng trong trường hợp cần sử dụng với thời gian dài, bằng bộ kết nối nhanh, đơn giản và rất thuận tiện đã được thiết kế sẵn. Hơn nữa, máy lưu phát điện đa năng V600 còn có thể sử dụng kết hợp với tấm panel năng lượng mặt trời để sử dụng trong trường hợp mất điện nhiều ngày liên tục hoặc sử dụng cho những nơi không có điện, có thể vừa nạp vừa sử dụng hoặc nạp trước rồi sử dụng khi cần. Ngoài những ưu điểm trên, máy lưu phát điện đa năng V600 còn có chức năng là một thiết bị thắp sáng với bóng đèn tiết kiệm điện kèm theo trên máy để thắp sáng cho gia đình bạn khi mất điện nhiều ngày liền. Với hệ thống còi báo, đèn báo, hệ thống bảo vệ quá tải, quá nhiệt tự động cùng với các cầu chì vào và ra của thiết bị, đảm bảo cho thiết bị có độ bền cao hơn rất nhiều so với nhiều loại thiết bị lưu kích điện phổ thông trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, máy lưu phát điện đa năng V600 rất an toàn vì thiết bị đã hoàn toàn cách ly với điện áp lưới thông qua bộ chuyển nguồn và bộ sạc thông minh tự động, luôn an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và tận dụng tối đa dung lượng ắc quy. Bạn có thể sạc điện được đầy ắc quy ngay cả trong trường hợp khi điện áp lưới giảm xuống thấp còn 150V. Hãy sử dụng sản phẩm máy lưu phát điện đa năng V600 của chúng tôi để mất điện không còn là nỗi lo của mỗi gia đình và cộng đồng trong mùa hè nóng bức. Nhân dịp mùa giải bóng đá Euro 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hàn Welcom có chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt. Máy phát điện đa năng V600 giá chỉ còn 1.970.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết mùa giải bóng đá.